Ê, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Ok, rồi, hôm nay chủ nhật anh em ạ. Chúc anh em một ngày chủ nhật cuối tuần thật là vui vẻ nha anh em. Đi chơi đi quẩy kiểu nhiệt tình nhá. Rồi, trước tiên thì đi chơi là chúng ta lại quay trở lại với con game tay hình kỹ nha anh em. Ok, với con game tay hình kỹ ở server S22, con Admit City. Hôm qua đã lên trước cho anh em, đấy là con ngộ không cộng 9 nha anh em. Hôm nay sẽ có một trò rất là vui cho anh em đây. Đấy, hôm nay tôi vừa chat vào đầu ngày thì không thấy sự kiện nạp anh em ạ. Hôm nay không biết là ngày thứ mấy rồi mà nó lại cắt cái sự kiện nạp của chúng ta, nó ra một cái sự kiện mới. Rồi, hôm nay trước tiên tôi sẽ đi up tiên giới anh em ạ. Nhưng mà up tiên giới thì tôi sẽ đi nhận phúc lợi các kiểu trước đó nè. Quý. Rồi, anh em chờ tôi tới nhé. Tôi sẽ đi nhận phúc lợi đi xíu và tôi sẽ vào tôi up tiên giới này mà hôm nay nhảy lực chiến cũng khá khá đấy. Trước tiên phải là vào làm nhiệm vụ hết. Ui, được một cái hồn này anh em ạ, hai cái rồi, ok. Ta cứ từ từ mà chúng ta nhận thôi, không vội vàng nhá. Rồi. Thư gì đây, quà cáp gì đây? Hoạt động bot lane server. Đây, sự kiện thần binh thì được hạng 1 nhưng mà nhận quà top 4 anh em ạ, được 25 rư tứ cực này. Ok, rất là thơm nhé, tôi sẽ vào tôi mở luôn nhé. Cứ có tài nguyên xả anh em ạ. Tích làm gì đâu, mấy ông nội tích kinh khủng thật sự. Ok, rồi để sớm đó lát nữa tôi sẽ đi làm mới sau nha. Đấy, một em bạch lang miễn phí anh em ạ, vô quát hết số lần miễn phí nhé. Ok, rồi thì sẵn tiện ở đây thì sẽ review cho em về một cái event mới, đấy chính là tiệc bàn đào nha anh em. Đấy, tiệc bàn đào này anh em ạ. Cái này là để tôi sẽ đọc cái giải thích nha. Hoạt động yến tiệc cái này là diễn ra theo bảng xếp hạng nha anh em. Nó sẽ có một ngày để chúng ta đánh đánh hạng trong server của mình, sẽ lấy top 3 để đi thi đấu liên server anh em ạ. Rồi, sau quà cho anh em nhé. Đây quà mà xếp hạng của bạn đúng không? Của server của mình đấy. Sẽ được là 4.000 công 8.000 công kích anh nè. Top 1 khá là ngon nha. Rồi, có danh hiệu gì đẹp đẹp này? Tùy mộng bắc thiên thu. Rồi, còn khi mà chúng ta đi liên đấu với các liên server ở ngoài thì chúng ta được khá là nhiều quà nha anh em. Khá là ngon đấy. Tôi cảm thấy cái này khá là ok. Rồi, tôi thử vào tôi chơi thử một lần đây. Đấy, đăng nhập này. Thử à, cống hiến à. Đấy, cống hiến kìa anh em ạ. Cống hiến cái này là được một công tích anh em ạ. Khá là ngon nha. Tôi thử coi. Thử cống hiến hết đi. Đấy. Rồi ở đây có nó có shop đổi nè anh em ạ. Shop yến tiệc này hồi nãy tôi cống hiến cũng được khá khá, ui 460 luôn kìa. Đợt này 460 đó, tôi sẽ đổi tam bộ chân hỏa nha anh em để tôi up con Như Lai của chúng ta. Đấy.
Ok nha. thử test thử coi tam muội trong họ á, 460 sẽ được hai lần này, đấy ngon anh em ạ. Ví dụ 20k rưu xốp này khá là ngon nha anh em. Đây chúng ta sẽ có tam bùi chân hỏa này, 900k, 900 linh thạch một cái à. Ok, để đó lát nữa tôi sẽ ra tôi mua anh em ạ. Rồi, cái này là sự kiện tiền bạc đào cho nên hoạt động được diễn ra vào 3 ngày. Đây tôi không hiểu cái game này nó ra event kiểu gì mà hôm nay nó lại ra event bản kinh văn anh em ạ, mà nó cho chỉ có một ngày thôi. Nhưng mà thực ra cái này rất là khó ăn nhé. Ví dụ như ông nào muốn ăn cái event này là phải lên được là 60 vạn. 60 vạn, ông lớn nhất chỉ mới có 35 vạn thôi. Nói chung quà top 1 cũng khá là ngon nhé. Được hai con rương tướng vàng này. Một rương đỏ tinh linh. Ví dụ khá là ngon anh em ạ. Những anh em nào mà chơi lâu dài nhớ tích mấy cái này lại để ăn event nha anh em. Anh em đừng nâng bậy bạ. Giống như tôi có tôi up hết anh em ạ. Nên bây giờ nhìn mấy cái event này thèm vãi chưởng. Rồi, không dài dòng, chúng ta đi kiếm chỗ linh mạch mà núp nè. Để quét tí đã nào. Quý không có quà luôn. Ok, ta nhận đá đi. Rồi, hiện tại là con ngà của chúng ta là lực chiến là đang là 73k nha nè, 74k. Đó là 74 triệu, hôm nay tôi sẽ up lực chiến này. Hiện tại nó đang là 74 triệu đúng không? Đây, hôm nay tôi sẽ up tiên giới luôn anh em ạ. Đây tiên giới mà để lên từ địa sát đến thiên cương đúng không? Từ thiên cương này lên tinh túc lên nguyên thần luôn anh em ạ. Sắp lên được bắt đầu được hai cục rồi. Đấy, để lên được thiên cương đó là chúng ta cần phải có là 12 mê 12 triệu lực chiến, lên tinh túc là sẽ 24 và lên nguyên thần là sẽ là 36 anh em ạ. Rồi, tôi sẽ up nha. Đây, hiện tại là tôi đã tích đủ tài nguyên rồi. Lên anh em ạ. Đấy anh em cho mình chúc mừng tôi nè. Để tôi xem coi nó lên được 1 triệu lực chiến luôn kìa anh em ơi. 74 rồi. Đấy hiện tại tôi tích cũng vừa đủ anh em ạ. Còn dư 16 này. Từ thiên cương mà lên tinh túc là chúng ta sẽ lên được là 266. Ui dồi ôi, lên được 1,3 triệu nữa kìa. Đấy, đã lên được 76 triệu lực chiến rồi. Tiền giới up lên cái nữa nha em. Từ tinh túc lên nguyên thần này. Ui dù nhảy lực chiến khá là ổn đấy. 2 triệu lực chiến luôn kìa. Rồi, để từ nguyên thần mà lên đỏ đúng không? Bắt đầu đúng không? Tôi còn thiếu 8 cái tuy nhiên chân họ nữa. Ok. Rồi lụm anh em ạ, 500 này. Rồi. Đấy lên được 78 triệu lượt chiến rồi. Hôm nay chúng ta up thử xem lên được 80 triệu hay không nha. Khá là ngon rồi anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ giành được top 1. Đánh được ông top 1 rồi đấy. Rồi, up luôn con men anh em ạ. Đột phá luôn con men lên cộng 9 nha. Ở lên cộng 8 nè. Ủa sao comment? À lên cộng 9 này. Mở khó được 4.000 HP à. Đấy, rồi 78 triệu 6 rồi này mà. Ủy thác xong à. Game này nó hay bị lỗi. Báo đừng mạng. Mạng ta mạnh như thế. Báo mạng yếu.
18 à, không còn lên được nữa hả? À đây, chúng ta lại tiếp tục chơi cái event này đi anh em. Đấy. Để xem đi coi. 89 đúng không? Shop siêu tiếp tế này. Hiện tại tôi sẽ úi dồi thiếu một cái nữa cái này mà khổ thế nhờ, 119 nè, sao nó lại lẻ một cái ta. Đây thì sẵn ở đây thì tôi sẽ nói cho mấy ông nha, thì ví dụ như ở đây á chúng ta sẽ lấy mấy cái viên này nè anh em ạ. Anh em để ý ngay chỗ mà cái đá khảm này nhé. Thì hiện tại tôi đã cắt test thử và tôi đã thấy khảm khá là ngon đấy. Đây này, viên đá khảm này nó lên lực chiến khá là nhiều nha. Để gỡ ra, tháo ra mặc vào cho anh em xem này. Đấy, khi mà chúng ta khảm vào đấy là chúng ta sẽ lên được lực chiến khá là ok đấy anh em ạ. Rồi, tôi sẽ đi quét phụ bản rồi xong kiếm tài nguyên up lên, nó lên được 80 triệu lực chiến anh em ạ. Cứ chủ nhật là chúng ta lại đi được full phó bản khá là nhiều tài nguyên nhé. Rồi, để xem đội hình của chúng ta coi. Chúng ta đã up được con men chính lên cộng 9 rồi à. Để xem còn con nào up nữa không anh em. Này đúng không, bồi dưỡng này. Đây chúng ta sẽ bồi dưỡng con này đi anh em ạ. Đạo đức Thái Tôn mà. Đây, cường hóa này lên đi. Đây, sẵn là tôi luyện lấy luôn anh em ạ. 43k này. Chúng ta sẽ lấy top 10 thôi nha anh em. Ở đây tôi sẽ lấy top 10 thôi. Đây tôi sẽ up con chạy cuốc thiên lên cộng 8 luôn nha nhà. Ôi dồi, thiếu bạc luôn kìa anh em ạ. Được rồi, đi tụ bão tí đó nào. Đấy, tôi sẽ tụ bão 5 lần đi. Chúng ta phải lấy bạc để chúng ta đi quần hoài các kiểu khác, ấp tướng ấp đồ nè. Đấy. Rồi đi shop mua tí thế nào. Mua full đi đây mà. Tới ngày nào cũng phải mua full mấy cái này nhá. Thôi mua full tắc. Đây sắp đấu trường đây mà. Ui nhưng mà hết điểm mua luôn rồi. Sắp kinh văn, sắp tộc này.
tập thì cứ ngày nào phải vô mua 10 mảnh như like đấy mà. Đấy. Để xem coi. Mua đan, hết đan luôn rồi kìa. Nó thiếu thiếu sao đấy anh em ạ. Đây, thì tôi vào tộc này nha. Đấy, phát lì xì tắt. Đây, vào chút phút tí anh em ạ. Vào chút phút cho anh em lấy mảnh, lấy tài nguyên các kiểu chứ. Ok. Đây, bãi luôn. Tôi lại thiếu một cái nha, chứ không là quay được rồi. Đây, để xem nó có đủ đang cho anh em ạ. Ôi dồi, thiếu 400 mà. Đây tôi sẽ vào túi đồ nhé. Hình như là tôi có đồ mở đấy anh em ơi. Tiên là tôi sẽ mở full cái này nào. Đây, hiện tại chúng ta còn khá là nhiều nhé. Mở hai cái anh em ạ. Đây, có hai cái lương này, mở luôn đi. Ví dụ không được mảnh đỏ luôn. Đen thế nhờ. Hồn tím mà. Tôi sẽ mở luôn 45 rơ nha anh em. Đấy, mở tắt đi. Rồi toàn mảnh thế nhỉ. Rồi, hiện tại là chắc hết rồi đấy. Rồi, thử xem coi. Mảnh này được cái mũ à, nhưng mà đỏ chúng ta lại đang thiếu khá là nhiều nhé. Rồi tạm thời như thế đó nè. Đấy, tiếp tục. Đây tôi sẽ đột phá con chị Quốc Thiên lên cộng 8 đúng không? Cộng 8 thì nó sẽ mở 20% công kích. Ok. Lên cộng 9 là tỷ lệ kháng bạo 16%. Khá là ngon đấy anh em ạ. Đấy, lên được 79 rồi. Tôi xem đi coi, còn cái nào nữa không ta? Ôi dồi ôi, con này đột phá hả? Đây hôm nay tôi sẽ đột phá luôn cái con linh thử báu tôm này đi anh em ạ. Con này cho lên cộng 8 luôn nhé. Thi triển xong kỹ năng à. Ui thôi con này chắc vài bữa nó bỏ rồi. Không dùng tới nó anh em ạ. 79 triệu à. Còn tí nữa.
Đấy thì chắc hôm nay up là đây thôi, nghĩa là chúng ta lên nguyên thần rồi. Đây tôi sẽ đi lập một cái ông top 1 này xem thử coi như like của chúng ta có nhổ đam được hay không nhé. Hiện tại là ông top 1 của chúng ta là đang là 113 triệu lượt chiến. Thử đây mà. Tôi nghĩ là sẽ win rồi đấy. Không thể qua được đôi mắt lão kia ta. Bắt được ngươi rồi. Úi dồi, không chết kia. Đây hãy chui vào chuyện có đạo hữu tốt như vậy. Ủa, nó bị cái gì vậy ta? Để đánh lại xem, hôm qua sắp win rồi mà ta. Ví dụ nó mất nộ luôn kìa. Thử lại anh em ạ. Tôi phải đánh được ông này. Không thể qua được đôi mắt lão kia ta. Bắt được ngươi rồi. Đấy. Đấy, win rồi anh em ạ. Ta ghét tham gia trận chiến. Đấy, được, chúng ta Mất đã giết được Như Lai của chúng ta đã giết được là bên mặt ba mạng đầu của tiên rồi. ngươi. Chui. Muốn hiểu khủng núi cổ thần. Số phận của ngươi đến đây là chấm dứt. Chui, đàn to thế. Kỳ Quốc Thiên chưa kịp búp nữa nè. Về sau sẽ có. Đấy, Như Lai gánh tìm nha. Rồi, ok, khá là mạnh nha anh em. Chúng ta đã lên được top 1 rồi. Hiện tại là chúng ta Như Lai chúng ta là đam tới là 8.117 vạn. Kinh thật sự đấy mà không ạ. Đấy, cuối cùng cũng lượm được cái top 1 rồi đấy. Ok, cũng ăn được công kia rồi. Đi đam bó tí xíu nha anh em. Rồi, đam xong bó lần này thì sẽ hẹn anh em vào clip ngày mai. Bóc Như Lai chúng ta đam tới 4 triệu 3 lần anh em ạ. Ok, anh em nào mới đến kênh của Mr. T thì đăng ký ủng hộ Mr. T để ra được những kênh, những Không clip thể hay qua cho được anh đôi em mắt nha. lão kia ta. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Chào mừng đích thống soái. Muốn hiểu khủng núi cổ thần. Đây, không thấy mũi tên của ta à? Thập dương quân thiên biến luôn ấn. Không thể qua được đôi mắt lão kia ta. Bắt được ngươi rồi. Muốn hiểu khủng núi cổ thần. Ăn một gậy của ta.